hôm nay là ngày đặc biệt. Đứa nhỏ này sẽ theo mẹ đi đến đồng cỏ mới, nơi sẽ có những ngọn cỏ non xanh mượt, ngọt ngào mềm mại hơn. Tất cả chỉ cách một con sông đầm lầy này thôi, nhưng băng qua được con sông đầm lầy là thách thức không hề nhỏ, bởi cuộc di chuyển đã đánh động đến một loài thú săn mồi đáng sợ, không phải cá sấu mà là thứ này. Sư tử có cơ hội lớn để chọn lựa cho mình một con mồi lý tưởng vì số lượng thú ăn cỏ rất đông. Hoảng loạn là điều mà kẻ đi săn cần. Sự chống trả của đám ngựa vằn trở về không. Bữa ăn có được một cách dễ dàng. Con sư tử cái đã có đủ thức ăn cho cả đàn. Ít nhất là trong 2 ngày tới, nó mới đi săn trở lại. Nhưng hậu quả mà nó gây ra là vô cùng lớn. Nhiều thú ăn cỏ bỏ chạy xa vào bùn lầy, không thể thoát ra. Đó chẳng khác gì ấn tử treo lơ lửng trên đầu. Chú ngựa con, nhân vật chính của chúng ta và mẹ nó cũng đang trùng số phận. Vỗn bùn không những sâu mà như một thứ keo kết dính đặc sệt. Nó sẽ không giết chết con vật liền, mà sẽ giết từ từ, bằng cách bồng rút đến cạn kiệt sức lực của con vật. Cơ thể ngựa con dính đầy bùn, nó đang vật lộn nhất từng chút một. Sự kiệt sức thấy rõ, giờ ngựa con vẫn không thể ngóc nổi cái đầu dậy. Nếu cứ tiếp đà này, nó sẽ ngạt thở mà vĩnh biệt thế giới đầy khổ đau. Nhưng hãy nhìn ngựa mẹ, nó đang rướn cổ lên, không phải muốn thoát khỏi bùn lầy mà là đang thúc giục ngựa con. Tiếng kêu như thể bảo rằng, hãy cố lên nào con. Tiếng kêu đã thức tỉnh tâm trí ngựa con, một động lực vô cùng quan trọng vực dậy tinh thần của đứa nhỏ. Nó lại cố gắng nhích từng chút một. Sức mạnh của tinh thần đôi khi vượt khỏi sự tưởng tượng của chúng ta, như một dòng máu nóng chảy khắp cơ thể. Tất cả đã giúp cho đứa nhỏ thoát được cái chết một cách khó tin. Càng khó tin hơn cho cái tình mẫu tử rúng động đất trời, đứa nhỏ này quý quắn bơi lại chỗ mẹ mình. Một cảm xúc khó tả, ngựa con bắt đầu động viên mẹ. Thoát rồi, cuộc đoàn tụ ngoài sức tưởng tượng. Người lực sống mạnh mẽ và tình mẫu tử thiêng liêng đã mang lại một cái kết trên cả tuyệt vời của hai mẹ con ngựa vằn nơi chốn hoang dã đầy khắc nghiệt.